Kính thưa đại hội trong tổ tọa đàm, kính thưa các quý vị đại biểu, sau đây em xin trình bày chủ đề về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của điều trị tràn mô màng phổi. Nhất, tràn mô màng phổi là sự xuất hiện mổ trong khoang màng phổi. Về dịch tễ học thì ước tính hàng năm thì có 80.000 bệnh nhân được chẩn đoán tràn mô màng phổi tại Mỹ, với tỷ lệ chung là tương đối cao là 9 trên 100.000 dân. Nghiên cứu tại Canada từ năm 1995 đến năm 2003, tỷ lệ mắc trong độ tuổi từ 20 đến 40 là từ 2 đến 6 trên 100.000. Độ tuổi từ 75 đến 79 là 19 trên 100.000 dân. Tỷ lệ tử vong của bệnh thì tương đối cao và thay đổi theo tuổi, tăng dần theo tuổi. Tỷ lệ tử vong từ 2-7%. Đối với độ tuổi nhỏ hơn 45, từ 20-25%, độ tuổi trên 75%. Tại Việt Nam hiện có một nghiên cứu của tác giả Bùi Xuân Tám năm 1999 thì tỷ lệ tử vong là từ 6,5 đến 37,5%. Thì có các phương pháp điều trị điều tràn mô màng phổi gồm nội khoa và ngoại khoa. Ngoại khoa thì nội khoa chúng ta điều trị kháng sinh, chào hút dịch màng phổi hoặc màng phổi dẫn lưu. Thì trong đó các phương pháp mà màng phổi dẫn lưu dưới chuẩn đoán hình ảnh thì cho thấy tỷ lệ thành công rất là cao, khoảng 72 đến 88%, gần như tương tự với tỷ lệ thành công của phẫu thuật. Tuy vậy thì cái quy trình mà màng phổi dẫn lưu trong trường hợp tràn mô màng phổi thì đã được chuẩn hóa trong quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế. Tuy vậy các bước cũng như cái đánh giá kết quả điều trị cần phải được tiến hành nghiên cứu thêm. Do chúng em đặt tiến hành nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị tràn mô màng phổi với hai cái mục tiêu, đó là mô tả về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của tràn mô màng phổi và áp dụng cái bảng kiểm màng phổi trong điều trị tràn mô màng phổi. Về đối tượng nghiên cứu thì bao gồm 32 bệnh nhân được chẩn đoán tràn mô màng phổi được điều trị màng phổi dẫn lưu tại Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 9 năm 2018. Về tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân được chẩn đoán tràn mô màng phổi dựa trên là yếu tố về lâm sàng như hội chứng nhiễm trùng, đau tức ngực, khó thở. Cận lâm sàng như chọc hút dịch màng phổi có ít nhất một tiêu chuẩn, đó là thứ nhất dịch mủ điển hình, thối hoặc không thối. Tế bào học chẩn đoán là dịch viêm mủ, trong đó có sự xuất hiện của bạch cầu đa nhân trung tính thoái hóa hoặc là nhuộm gram hoặc nuôi cấy dịch màng phổi có vi khuẩn. Và bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi theo tiêu chuẩn NAI, đó là dịch màng phổi là dịch mủ, kết quả nuôi cấy hoặc nhuộm gram vi khuẩn dương tính, pH dịch màng phổi nhỏ hơn 2, dịch màng phổi khu trú hoặc dày ná thành màng phổi, dịch màng phổi từ số lượng trung bình đến nhiều. Về tiêu chuẩn loại trừ những bệnh nhân được chẩn đoán với NAO dương tính, đó là dựa vào các xét nghiệm AFP đờm, AFP dịch màng phổi, BCI-MTB hoặc là nuôi mà ghi dịch màng phổi, dịch phế quản dương tính với NAO, và bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Còn đây là cái bảng kiểm của màu màng phổi. Đây là sơ đồ nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu thì chúng ta rút ra một số kết luận như sau. Thứ nhất là phân bố bệnh nhân theo tuổi. Thì tuổi trung bình trong nghiên cứu là 59,6 trừ 14,9 tuổi. Độ tuổi trên 45 chiếm tỷ lệ cao nhất là 90,7%. Theo tác giả Hà Thanh Sơn, năm 2005 thì tuổi trung bình trên 46 là chiếm 66,6%. Phân bố bệnh nhân theo giới. Giới nam chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm 93,8%, giới nữ là 6,2%. Theo tác giả Nguyễn Nhân Ninh năm 1995 thì tỷ lệ nam giới chiếm 88%, nữ chiếm 12%. Thời gian bị bệnh trước khi đến viện trung bình là khoảng 8,4 cộng 5,7 ngày. Tới tác giả Trần Nhân Ninh thì đến viện sau 1 tháng chiếm 76%, sau 6 tháng là 16%. Còn nguyên nhân của tràn mô màng phổi. Trong nguyên nhân tràn mô màng phổi thì trong nghiên cứu thì tràn mô màng phổi nguyên phát chiếm tỷ lệ cao nhất ạ. Thứ hai là áp xe phổi, thứ ba là viêm phổi. Theo tác giả Bina năm 2004 nghiên cứu trên 105 đối tượng thì tỷ lệ viêm phổi là chiếm 46,7%, do thầy thuốc chiếm 21,9%, chấn thương là 16,2%, ung thư 11,4%. Và các triệu chứng cơ năng, trong đó triệu chứng đau ngực chiếm tỷ lệ cao nhất 84,4%, thì sốt 56,2%, ho khan là 15,6% và ho đờm 12,5%. Theo tác giả Ngô Quý Châu và Hoàng Bích Ngọc năm 2015, sốt thì chiếm tỷ lệ cao nhất là 82%, đau ngực và khó thở thì là 77,5%, ho đờm chiếm 72,5%. Về các bệnh đồng mắc, đối với bệnh nhân tràn mô màng phổi thường rất hay kèm theo các bệnh mãn tính, đó là bệnh đái tháo đường, có các bệnh tim mạch, bệnh suy thận, bệnh về gan. Trong đó trong nghiên cứu thì bệnh nhân đái tháo đường chiếm tỷ lệ là 31,3%, bệnh tim mạch là 25,25%. Bệnh nhân mắc thận nhân tạo chu kỳ 12,5%, sơ gan 12,5%. Theo tất cả Su Giang năm 1997 và cộng sự thì có 62% bệnh nhân
có mắc bệnh phối hợp, trong đó ung thư là 26%, đái tháo đường 15%, bệnh về hệ thần kinh trung ương là 10%, nghiện rượu là 4%. Về kết quả xét nghiệm, số lượng bạch cầu trung bình trước điều trị là 18,15% và 18,15 cộng trừ 6,54 giga trên lít, sau điều trị là 9,4 cộng trừ 3,45 giga trên lít. Tác giả Hà Thanh Sơn năm 2005 thì số lượng bạch cầu trung bình là khoảng 16,2 cộng trừ 7,6 giga trên lít. Về màu sắc và mùi dịch màng phổi, về màu, thứ nhất là màu, là màu màu vàng chiếm tỷ màu xanh chiếm tỷ lệ cao nhất 40,6%, đó là màu vàng chiếm 53,2%, còn màu trắng đục và nâu chiếm tỷ lệ là 3,1%. Về mùi, mùi thối là chiếm 59,4%, không mùi là 40,6%. Tác giả Hoàng Minh năm 2000 thì mùi màu xanh thường là do trục khuẩn màu xanh, mùi thối do vi khuẩn kỵ khí. Về tỷ lệ nuôi cấy vi khuẩn dương tính, trong trường tỷ lệ dương tính khá là thấp, khoảng 28,1%, tỷ lệ nuôi cấy âm tính 71,9%. Vấn đề thấp này là do thường là trước khi đến viện bệnh nhân thường sử dụng kháng sinh tại nhà. Tác giả Nguyễn Nhân Ninh năm 1995 thì tỷ lệ nuôi cấy dương tính khoảng 26%. Trần Thị Hậu thì là 17,3%. Về loại vi khuẩn nuôi cấy từ dịch màng phổi thì vi khuẩn gram âm thì chiếm tỷ lệ cao hơn vi khuẩn gram dương. Trong nghiên cứu thì là gram âm là 55,6%, gram dương là 44,4%. Theo tác giả Nguyễn Nhân Ninh năm 1995 thì tỷ lệ nuôi cấy vi khuẩn gram âm chiếm chủ yếu là 75%. Về cái vị trí tràn dịch màng phổi trên X quang ngực thẳng thì tỷ lệ tràn dịch màng phổi bên trái chiếm tỷ lệ cao 53,1%, phổi phải 42,8%, cả hai phổi là 3,1%. Theo tác giả Trần Thị Hậu năm 1994 thì bên phải là 62,24%, bên trái là 34,69%, còn hai bên là 36,6%. Về mức độ tràn dịch trên X quang thì các bệnh nhân chủ yếu là mức độ tràn dịch vừa đến mức độ nhiều. Mức độ vừa thì chiếm tỷ lệ là 65,6%, mức độ nhiều là 34,4%. Theo tác giả Đàm Hiếu Bình năm 2005 thì mức độ ít và trung bình chiếm 83,3%. Hà Thanh Sơn năm 2005 thì mức độ trung bình chiếm 92%. Về cái so sánh số lượng dịch trước và sau điều trị trên siêu âm khoang màng phổi, về trước điều trị là 53,62 cộng trừ 17,3 mm, sau điều trị là 55,4 cộng trừ 2,3 mm. Về tình trạng vách hóa khoang màng phổi trên siêu âm thì đa số các bệnh nhân khi siêu màng phổi đều có tình trạng vách hóa nhiều, trong đó tỷ lệ có vách hóa chiếm tỷ lệ 78,12%. Về tổn thương nhu mô phổi trên các lớp vi tính thì có 78,1% là có tổn thương nhu mô phổi, còn lại 21,9% không có tổn thương. Tổn thương trên nội soi phế quản thì có 55,6% là có tình trạng có mủ phế quản, hai trường hợp thì chiếm 7,4% là có u trong lòng phế quản, còn lại 10 trường hợp tương đương 3% là bình thường. Về thời gian điều trị, số ngày điều trị trung bình trong nghiên cứu là khoảng 20,7 cộng 8,8 ngày. Theo tác giả lên năm 1995 thì trung bình là khoảng 20 ngày. Tác giả Phạm Đức Thế năm 2011 thì là 24,1 cộng trừ 11,39 ngày. Về loại kháng sinh dùng trong điều trị, kháng sinh dùng trong điều trị thì trong nghiên cứu của em thì tỷ lệ dùng metronidazole là cao nhất 68,75%, còn lại là amikacin 43,75%, cetazidin 37,5%, levofloxacin 37,5%. Còn tác giả Phạm Đắc Thế năm 2011 thì metronidazole là 76,7%, cetazidin là 61,7%, imipenem là 31,7%. Tỷ lệ phối hợp kháng sinh khoảng 100% bệnh nhân dùng phối hợp từ hai loại kháng sinh trở lên. Về thời gian đặt sông dẫn lưu, thời gian đặt sông dẫn lưu trung bình là khoảng 10-5,8 ngày, ngắn nhất là 4 ngày và dài nhất 28 ngày. Về kết quả điều trị thành công là tình trạng bệnh nhân ổn định cho ra viện hoặc đỡ chuyển tuyến dưới chiếm 96,87%. Trong đó một trường hợp điều trị bằng dẫn lưu màng phổi thất bại phải chuyển phẫu thuật. Về kiểm tra chỉ định và sự cam kết đồng ý gia đình của bà bệnh nhân trước khi tiến hành phẫu thuật thì cả 32 bệnh nhân thì đều được kiểm tra tình trạng đông máu cũng như cam kết trước khi tiến hành dẫn lưu màng phổi. Về 100% bệnh nhân thì đều được tiến hành dẫn lưu màng phổi dưới phương pháp chẩn đoán hình ảnh. Trong đó siêu âm là 87,5%, cắt lớp vi tính là 2,5%. Về dịch dẫn lưu sau đặt dẫn lưu màng phổi thì thể tích trung bình dịch là 307,8 cộng trừ 122,5%. Theo tác giả Westcott, dịch dẫn lưu sau 24 giờ thì dao động từ 150 đến 1400 ml
vì những ổ dịch. Về tai biến trong khi đặt sông dẫn lưu thì chỉ trong khi đặt sông dẫn lưu chỉ có 2 tai biến là choáng ngất chiếm 6,2%, còn lại các tai biến khác thì không ghi nhận. Các tai biến sau đặt sông dẫn lưu thì chỉ có 3 trường hợp là chiếm 9,37% là tắc sông dẫn lưu, nhiễm trùng chân sông dẫn lưu chiếm 18,75%. Tai biến nặng khác như phù phổi cấp thì không ghi nhận. Theo tác giả Awin năm 2008, nghiên cứu trên 91 bệnh nhân, trong đó 52 bệnh nhân được đặt dẫn lưu thì có 3 bệnh nhân phải phẫu thuật, 28 bệnh nhân thì vị trí dẫn lưu không thuận lợi, 15 bệnh nhân phải đặt dẫn lưu lại. Theo tác giả Badawi năm 2011 thì nghiên cứu trên 52 bệnh nhân thì biến chứng đau chiếm 7,7%, ho 7,7%, các chảy máu nhỏ không cần can thiệp 7,7%, phẫu thuật là 9,6%, 8 bệnh nhân thì tắc dẫn lưu mủ giải quyết kém ở một bệnh nhân ạ. Sau khi nghiên cứu thì em rút ra một số kết luận như sau. Thứ nhất, tuổi trung bình của bệnh nhân là 59,6 cộng trừ 14,9 tuổi, trong đó số tuổi trên 45 chiếm tỷ lệ cao nhất là 90,7%. Chủ yếu tập trung ở nam giới là 93,8%. Thời gian khởi phát bệnh trung bình là 8,4 cộng 5,7 ngày, chủ yếu cấp tính là 14 ngày chiếm 90,6%. Còn nguyên nhân chèn màng bóng phổi chủ yếu là nguyên phát chiếm 43,8%, áp xe phổi là 31,2%, viêm phổi là 21,9%. Các triệu chứng hay gặp nhất là đau ngực chiếm 84,4%, sốt 56,2%, khó thở là 43,75%, hội chứng ba giảm thì gấp 100% bệnh nhân. Các yếu tố thuận lợi và bệnh đồng mắc thì chiếm tỷ lệ cao nhất là bệnh đái tháo đường chiếm 31,3%, bệnh tim mạch chiếm 25%. Về các xét nghiệm như số lượng bạch cầu trong máu thì là 18,15 cộng trừ 6,54 gigaNit, số lượng bạch cầu sau điều trị có giảm so với trước. Màu vàng phổi chủ yếu là màu vàng chiếm 53,1%, chống đục chiếm 46%, có 21,8% thì nuôi cấy dịch dương tính, vi khuẩn dương tính. Trong đó vi khuẩn gram âm chiếm tỷ lệ cao nhất là 55,6%, vi khuẩn dương chiếm 44,4%. Thì sau điều trị thì cái số lượng dịch trên X quang và CO đều giảm so với trước điều trị. Về cái thời gian điều trị trung bình là khoảng 20,7 cộng trừ 8,8 ngày. Thuốc kháng sinh dùng trong điều trị thì nhiều nhất là metronidazole, tiếp theo là amikacin, ceftazidime, levofloxacine. Thì 100% bệnh nhân sẽ dùng phối hợp hai loại kháng sinh trở lên. Thời gian đặt sông dẫn lưu trung bình khoảng 10 đến 5,8 ngày. 100% bệnh nhân được chỉ định đúng và kiểm tra đông máu, có ký cam kết gia đình và bệnh nhân trước khi làm thủ thuật. 100% bệnh nhân được mở màng phổi dưới hướng dẫn của chẩn đoán ảnh, đó là siêu âm và cắt lớp vi tính. 100% bác sĩ và điều dưỡng để sử dụng biện pháp và dụng cụ vô khuẩn khiến khi tiến hành thủ thuật. Tai biến trong khi mở màng phổi chỉ có 2 bệnh nhân là choáng ngất chiếm 6,25%, không ghi nhận tai biến khác. Còn tai biến sau khi đặt sông dẫn lưu thì tắc sông dẫn lưu 3 trường hợp và nhiễm trùng sông dẫn lưu 6 trường hợp. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các đồng quý đồng nghiệp đã lắng nghe.